Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong văn bản mới nhất trả lời sau đề nghị từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tờ bản đồ Vịnh Hạ Long 1 trên 50.000 do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long biên soạn về nội dung. Trung tâm biên tập CNC, nhà xuất bản bản đồ là đơn vị vẽ, trình bày, chế bản. Theo luật đo đạc bản đồ năm 2018, Bản đồ Vịnh Hạ Long tỷ lệ 1 50.000 là bản đồ chuyên ngành nên không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật Bảo vệ môi trường, dự án đầu tư có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng, thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo DTM của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo điều 31 Luật Đầu tư năm 2020, những dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng gồm dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ di tích được cấp thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt. Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa thuộc phạm vi khu vực bảo vệ một của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt hoặc thuộc phạm vi khu vực bảo vệ 2 của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc danh mục di sản thế giới. Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định 1272 năm 2009 của thủ tướng theo điều 32 luật di sản văn hóa quy định các khu vực bảo vệ của di tích phải được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác định trên bản đồ địa chính trong biên bản khoanh vùng bảo vệ của hồ sơ di tích và phải được cắm mốc trên thực địa. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Xây dựng tham vấn thêm ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để so sánh, đối chiếu vị trí thực hiện dự án với các khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long, từ đó xác định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thẩm định báo cáo DTM dự án khu đô thị 10B phường Quang Anh thành phố Cẩm Phả. Bên cạnh đó, bộ này cũng cho rằng Vịnh Hạ Long vừa là di sản thế giới, vừa là khu danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt nên cần phải đối chiếu diện tích đất thực hiện dự án với danh giới của Vịnh Hạ Long khi được xác lập, công nhận là di sản thế giới, danh lam thắng cảnh xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt. Khu đô thị 10B phường Quang Anh thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh do công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital đầu tư có tổng diện tích 31,8 ha trong đó có 3,88 ha nằm trong vùng đệm của Vịnh Hạ Long. Trước đó, ngày 8 tháng 11 năm 2023, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6769 VPCPCN ngày 8 tháng 11 năm 2023, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về dự án trên. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra nội dung được các cơ quan báo chí phản ánh tại dự án khu đô thị 10B, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định. Kết quả kiểm tra sẽ báo cáo Thủ tướng trước ngày 25 tháng 11. Theo thông tin phản ánh, dự án khu đô thị 10B đang được triển khai thực hiện và có dấu hiệu lấn ra vịnh Hạ Long cả cây số tính từ đường bao biển Hạ Long cầm phà và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều núi đá của vịnh Hạ Long bị đổ đất san lấp, gần như quây kín thành hòn non bộ giữa dự án. Ngay khi nắm được thông tin, ban quản lý vịnh Hạ Long đã cấp tốc có văn bản gửi cho Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc dự án đang vi phạm nhiều vấn đề gây ảnh hưởng vùng đệm của di sản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra dự án khu đô thị 10B phường Quang Anh thành phố Cẩm Phả, xem xét các vấn đề dư luận, báo chí phản ánh để có biện pháp giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Dự án khu đô thị 10B ở phường Quang Anh thành phố Cẩm Phả được phê duyệt năm 2021 với tổng đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng, diện tích gần 32 ha, trong đó gần 3,9 ha thuộc khu vực bảo vệ 2, tức là vùng đệm của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long. Sau phản ánh của báo chí, chiều ngày 6 tháng 11, Đoàn liên ngành tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thực tế việc thi công dự án, xác định có sai phạm như chưa làm đúng quy trình thi công như báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Tránh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 125 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital trong việc triển khai thi công dự án khu đô thị tại khu 10B, vùng đệm vịnh Hạ Long, phường Quang Anh, thành phố Cẩm Phả. Ngoài số tiền phạt, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital phải công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định